cha cha mẹ của con con phải bảo vệ chiếc nhẫn đó chiếc nhẫn đó là của mẹ con có nhất định sẽ tìm ra đã giết đông quân chưa dạ rồi còn con trai hắn vì tên khốn lý thành quế đã tuột mất nó rồi không giết được con trai hắn như vậy tử dây viên, viên quốc thì sao không giết được con của hắn ngay cả tử duy viên, viên quốc cũng không lấy được như vậy làm sao nguôi được sự báo thù oán hận của ta cái nhẫn này là phu nhân của ông để để lại cho thằng bé Ông cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giết thằng bé để trả thù cho đại nhân. Vấn đề bây giờ không phải là chuyện báo thù, mà nó đã biết hết tất cả sự thật về chuyện mưu phản. Nếu như nó bị Lý Thành Quế bắt đi thì người phạm tội mưu phản là thần mẫu ta đây. Thằng bé đó không hề biết tới sự tồn tại của đại nhân, không cần phải lo lắng. Ngươi cũng đã biết rồi còn gì? nếu như ngươi bị bắt đi. Có chắc là ngươi sẽ bảo vệ ta mà không có nói ra hay không? <laughs> ta không thể giao chuyện này cho ngươi được nữa. À, để tiểu nhân đi gọi Thái Y, không cần đi. Nếu đi gọi Thái Y, sẽ sanh ra thêm nghi ngờ. ông ta không quan tâm tới sự an nguy của ta được ta sẽ nhẫn nhịn nỗi đau này nhục nhã này đến lúc mọi thứ nằm trong tay của ta rồi đến cái ngày ta không cần phải tranh đấu với con đàn bà đó ta sẽ nhẫn nhịn chúng ta nhất định phải tiêu diệt con trai của đông quân bằng mọi cách phải giết được nó dạ để cho nó không thể ra khỏi thành phải canh chừng nghiêm ngặt mở cửa ra cho thành dạ còn ngươi hãy đi coi ngôi làng phía bắc xem có ai khả nghi bên đó không tập trung toàn bộ cô nhi vào thành hữu sàng và điều tra kỹ càng dạ tôi biết Nàng rót thêm cho ta một chế nữa được không? Hôm nay nàng cũng không nói gì sao? Ý của ta là nàng không có lời nào muốn nói với ta hả? Gần đây chu Cần cố gắng muốn giúp bạn, cho nên đã mạo hiểm sử dụng cả La Kinh. Chẳng màng đến tính mạng của mình sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài chuyện của chung cần thì nàng không có lời nào nói với ta sao? Vì chăm sóc cho chung cần Mà nàng nhớ tới cốt nhục của nàng đã bị bỏ rơi như mới như vậy phải không? Xin đại nhân đừng nói như vậy Chung cần là con trai của ta Vậy thì ta là cha của nó Vì ta là cha nó Nên ta cũng là người đàn ông của nàng sao? ta còn phải chờ đợi cho đến bao giờ đông quân nếu không có đông quân thì ta mới trở thành người đàn ông quân đàn hay sao đại nhân đã sai tiếp sẽ cho người dọn giường cho đại nhân Ta hỏi nàng ta còn phải đợi bao lâu nữa? Không phải muốn giữ là có thể giữ được, muốn quên là có thể quên được. Đó chính là tình cảm nam nữ. Không thể giữ được càng không thể quên. Nếu như hắn chết rồi thì sao? Đệ nhân, người đang nói gì vậy? Nàng hãy tự mình suy nghĩ cho kỹ. Dù sao thì người mà nàng có thể dựa dẫm vào lúc này chỉ có một mình ta. Thưa cha, là con đây. lý do con dùng tới la kinh là gì chuyện đó không phải vì muốn đứng đầu trong đám bạn đồng môn mà làm vậy sao cái mà thợ săn cần đến để săn hổ chỉ là một thanh kiếm và một tấm vải trắng thôi lấy một tấm vải trắng cao bằng người rồi dây lý con hổ Điều tức cười là con hổ đã không nhảy qua, cũng không thể tránh được tấm giải đó, cuối cùng đã bị bắt. Lúc đó, người thợ săn mới từ từ tiến vào đâm con hổ một nhát. Chỉ có như vậy mà bắt được con hổ. Có những loài giải chỉ có trở thành dẻ rách. Cũng có những loài giải trở thành bức tường kiên cố khiến con hổ không thể thoát ra được. Lakin, kinh. Đương nhiên có thể lén lúc có. Nhưng với con, con đã biến la kinh từ một tấm giải dụng để bắt được con hổ trở thành một miếng vẽ rách. Chuyện này đã khiến cho cha tức giận. Cha cho con học ở thư văn quán là để con lợi dụng cơ hội tốt lần này. Nếu con không thể tận dụng cơ hội của mình có được, thì cha không thể cho con học tiếp nữa cứ đã hiểu chưa dạ không để hiểu À, 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 thần mẫu thần thần mẫu à bây bây giờ ta phải làm thế nào ta sẽ cứu người thoát tội chết chỉ bị đi lưu đài chứ không bị tử hình sao sao lại như vậy thần mẫu bà không thể đối với tôi như vậy được phải tìm cách thả tôi ra ngay lập tức vật chứng đã được tìm thấy Bệ hạ rất tức giận trước tiên cần phải giữ cái mạng của người à, à, à. thần mẫu ta kim doanh sẽ không chết một mình đâu nếu ta bị xử tội ta sẽ khai ra hết rằng bà và những kẻ khác có liên quan tới chuyện này vậy là người sẽ mất luôn người duy nhất có thể cứu mạng người Hừ. tất cả đều giống nhau thôi dù thế nào ta cũng chết ta không còn sợ gì nữa hay là cùng sống nếu không tất cả cùng chết Còn gia đình của ngươi thì sao? Cái gì? Gia đình ta. Nếu ngươi đi lưu đài thì cả nhà của ngươi đều sẽ thoát tội. Còn nếu ngươi bị xử giết, thì cả nhà của ngươi sẽ phải chịu tội theo, đâu phải ngươi không biết. <laughs> Cẩn thận lời ăn tiếng nói, ngươi làm sao có thể bảo vệ cho gia đình của ngươi đây giờ phút này chỉ có ta là có thể làm điều đó <laughs> Loại bột này hình như có chứa mê hồn hương Mê hồn hương? Tướng quân chỉ hít phải một chút cho nên không có gây hại gì nhiều Nhưng phải nghỉ ngơi một thời gian <laughs> Mê hồn hương? Hey, hàng chi thế đại ca cứ mơ mơ màng màng Ngài đã mơ thấy cái gì vậy? Thưa tướng quân <laughs> Đúng rồi tên ngốc kia Cảm giác rất là hay <laughs> Nếu nhìn thấy được mặt của nàng thì còn hay hơn nữa Sao lại ngồi vậy Không phải để phụ nói ngài cần nghỉ ngơi à Còn con trai của hắn thì thế nào Đã bỏ trốn ngay lúc hỗn loạn đó rồi Phải kiếm cho ra Chứ dù dùng bất cứ cách nào Còn phải kiếm cho ra nữa Chí Sơn, Chí Sơn à, Chí Sơn, xuống đây, Chí Sơn, leo lên trên đó làm gì, nguy hiểm lắm, xuống đây, con ngồi trên này, khi nào nhìn thấy cha trở về thì con mới xuống, Chí Sơn, Chí Sơn, 医生，医生，医生，老师，医生，医生，医生，医生，医生。<laughs>

Chôn đi Dạ, yeah. yeah. Làm tốt lắm con trai con trai của mẹ con à con có nghe thấy mẹ nói hay không Peace. <laughs> thưa nương nương chồng sau năm đông lục tinh đã chiếu xuống cung điện của nương nương rồi chùm sau này có ý nghĩa cho một sinh mạng sắp được sinh ra ý nói về việc mang thai của nương nương ý của người muốn nói là ta sẽ mang thai đúng không <laughs> lời tiên tri đã xuất hiện rồi thưa nương nương thần sẽ cho triệu tập tất cả nữ tu ở tinh xúc sảnh để cầu nguyện cho hoàng hậu được khỏe mạnh bình an hạ sinh ra hoàng tử Hoàng Tử, vậy là ta sẽ có con. Nương nương, bầu trời là hiện thân cho hoàng tộc, giờ hoàng tộc nhất định phải tránh, không được nhìn thấy máu để thể hiện lòng nhân từ. Không thể được, chuyện này không thể được những tội nhân khác dù cho được ân xá hay không cũng không sao nhưng đại hộ thì tuyệt đối không được Vậy hả nàng đã quên những gì hắn đã làm hay sao hắn đã dám chĩa mũi gươm vào hoàng hậu hắn đã quy hiếp cướp đi tính mạng của nàng ta vẫn còn nhớ rõ khi nàng bước ra che chắn cho ta để cho hắn chĩa gươm vào ta lại núp sau lưng của nàng. Hắn đã dám. Ta không thể nào tha tội cho hắn được. Bị hạ, thần thiếp đâu có thể nào quên chuyện đáng sợ đó được. Thậm chí thần thiếp còn muốn giết hắn cả ngàn cái vạn lần. Nhưng mà, để duy trì dòng máu của hoàng thượng và đón chào hoàng tử ra đời, thần thiếp nhất định phải sinh một hoàng tử cho bệ hạ. Nhưng mà hoàng hậu... Phán hắn tội lưu đày. Rồi sau này có giết hắn thì cũng không muộn. bị hạ Thần thiếp là một người mẹ Cũng là mẫu nghi của thần nhân cao ly Thần thiếp Xin bệ hạ xét lại Ai là kẻ đã bắt cóc con trai của Đông Quân vậy? Ta cũng không biết bọn chúng là ai. Bọn chúng là những kẻ có liên quan tới vụ phản loạn ở đền Hoàng Quang có đúng hay không? làm sao mà ta biết được bọn chúng có phải là quân phản loạn hay không? Vậy thì tại sao ngươi lại giết đông quân hả? Là vì bắn đồ tử di diên quốc Tướng quân Tại sao ông lại biết được chuyện này. À? <laughs> có thật là Đông Quân đã cầu xin Người giết hắn để bảo vệ bí mật của tử di viên quốc hay không? Ý ngươi là như vậy mà, có đúng hay không ha? Ta không thể nói gì thêm. Dù cô thì tử di viên quốc đó là cái gì? Cũng may là tướng quân đã tới kịp thời, nên con trai của Đông Quân mới có thể thoát khỏi kiếp nạn. Vì nghĩ tới ân huệ của tướng quân, ta mới cho ngài một lời khuyên. Xin hãy quên đi chuyện tử vì diên quốc. Nếu không ngay cả tướng quân cũng nguy hiểm đến tánh mạng. Người không biết trước mặt của mình là ai à? Nếu ta muốn chịu tội chết thay cho đồng quân, thì ta cũng cam lòng. Tên này cũng dũng cảm quá ha. <laughs> tướng quân, nghe nói Kim Doanh chuẩn bị được giải đi đây. Người nói cái gì? Tôi phản loạn là tội nặng, sao chỉ bị đi đây thôi? Mạng của ta cũng dài thiệt ha Như vậy hãy thử coi Cái mạng nó kéo dài được bao lâu <laughs> Phạm tội nặng như vậy Nếu mà lấy được tử di viên quốc rồi thì sao Tử gì Cái gì Tuy ta không biết cái đó là gì Nhưng ta còn phải đi một chặng đường dài Nên ta đi trước đi Lên đường <laughs> Lưu đài? Hừ. Nói vậy nghe được không? Đây là lần đầu tiên nghe kẻ phạm tội đại nghịch chỉ bị lưu đài mà thôi hắn chẳng qua chỉ là quân cờ trong gián cờ của chúng ta thôi, phải kiếm cho ta kẻ chủ mưu mới được Ý ông nói còn kẻ chủ mưu khác nữa à? Kẻ muốn có được tử dư viên quốc mà giết chết đông quân mới chính là kẻ chủ mưu Nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được kẻ đó là ai vừa mới hết lệnh cấm thiếu gia ăn mặc như vậy muốn đi đâu đây người không cần phải biết mới nhìn cũng biết là thiếu gia sắp đi gặp tiểu thư hải nhân <laughs> thế nào có đẹp hay không ờ à, coi cũng được lắm rồi chỉ cần thoa thêm một chút nước thơm là xong ngay nhưng mà thiếu gia định chuẩn bị quà gì quà tao đâu có biết chuẩn bị quà gì <laughs> tự cổ thánh nhân đã từng dạy muốn lấy được lòng của nữ nhân không có gì tốt hơn là quà thánh nhân nào vậy ờ à, hình như là mạnh tử hay là khổng tử gì đó nói ờ à, họ chắc đã từng lấy được lòng của nữ nhân nên mới nói vậy đó là quà hả quà gì đây trang sức cũng được nhẫn bông tai hay là vòng tai gì đó không phải là những thứ mà ngươi muốn chứ Hơi, đã là phụ nữ thì ai cũng thích mấy cái đó mà Gì à? Quà tặng Quà gì ha? <laughs> thứ này để ở đây chắc là lấy dùng được không sao hết à. ngươi là ai không được tới gần nếu không ta sẽ đánh người đó nè nè, nè. nè. tính lại mau đi ngươi làm sao rồi hả Tiếu già lấy cái này ở đâu vậy? Ngươi không cần phải biết. Hãy mang cái này đi đuổi ngân phiếu cho ta. Tại sao? Không được đâu. Nếu bị phát hiện, họ tưởng là tôi ăn trộm, rồi bắt tôi giam vô ngục phải làm sao đây? <laughs> ờ. Chờ ta đánh cho ngươi một trận mới chịu đi, có phải không? Tiếu già có gì ừ. đánh tôi đi. Là cái gì? Mà đưa đây cho mẹ xem. Cái này Cái này Cho dù có trải qua mười 10 năm hay trăm năm Thì mẹ sẽ vẫn luôn nhớ tới con Tiểu thư Cái này Ở đâu mà con lại có được cái này Chuyện đó um... Mẹ hỏi con lấy cái này ở đâu ra Mẹ Làm sao cái này không có được hả Mau nói Con lấy nó ở đâu Là của cha Con lấy ở trong phòng của cha Sao? Của cha? Dạ. Con lấy ở trong hộp, đừng giết trong phòng của cha. thơ, một cô lại muốn bị đau bụng nữa hả? Làm ơn đừng có tò mò về thuốc mà tùy tiện lấy bỏ vào miệng đó, không có. Cuối cùng thì thằng bé đã chết. Bây giờ cả cha và đứa bé đó đều đã chết. Quận chúa đã hoàn toàn thuộc về đại nhân. Mọi chuyện xảy ra trên thế gian này đều do lòng đố kỵ của con người mà gây ra đố kỵ với người đàn ông ở trong lòng quận chúa đại nhân đã phải dùng đau đối với thằng bé đó hay sao đã biết rõ lòng ta đối với quận chúa rồi tại sao nàng vẫn không quên được ta đại nhân có biết việc nhanh chóng rơi xuống đáy giật trong đời người phụ nữ là gì không chính là yêu một người đàn ông đại nhân tưởng là tôi sẽ làm điều ngu ngốc đó hay sao Thật ra tôi không yêu đại nhân, mà là yêu cái tiền đồ sáng lạng sau này của đại nhân. Ông sẽ trở thành nhân tài trí tôn của đất nước trong tương lai gần. Đó mới chính là điều tôi muốn. Nhân tài trí tôn trong tâm tưởng của nàng. Cho dù không phải là ta thì nàng vẫn muốn ở bên cạnh ta sao? Còn không phải là tới giây phút này đại nhân vẫn ở bên cạnh tôi. quần chúa không thể vào được, không đánh thể đánh vào trong được. Ngươi không nghe thấy tao nói gì sao? Ngươi không nghe tao nói gì sao? Khó lắm, quận chúa mới tới được đây. Ngươi còn không mau tránh ra. Con trai của tôi đang ở đâu? Có phải nàng đã đi hỏi chung cận hay không? Tôi đang hỏi về tung tích của đứa trẻ đã đeo chiếc nhẫn này. Tại sao chiếc nhẫn này lại có trong phòng của đại nhân? Đúng là có một đứa trẻ đã mang cái nhẫn này. Và cha của nó là người có một mắt. Hiện giờ? Hiện giờ họ đang ở đâu? cả hai đều đã chết bà bà vừa mới nói cái gì cả người cha và đứa con trai đều đã chết rồi sao có thể tại sao đại nhân đã hứa với tôi sẽ cho họ con đường sống mà chính ta đã giết họ lúc giết người cha tiện thể giết luôn đứa con bọn họ là do ta giết như vậy được chưa ngươi dám Mình tĩnh đi ta tưởng chỉ cần nuôi dưỡng chung cần thì con trai của ta cũng sẽ được sống tốt ở một nơi nào đó chưa đến đến nước này Dương phận phu thi của chúng ta cũng kết thúc ở đây phu nhân ta không muốn làm mẹ của chung cần thêm chút nào nữa Đại nhân có nghe lời bà ta nói chưa? Người luôn xem chung cần là con trai, từ nay nó sẽ từ bỏ chung cần rồi. Bà sao nàng lại đem tất cả nói ra? Bà ta phải biết cảm giác của người đàn bà khi bị người yêu ruồng bỏ. Lại còn phải mất đi đứa con trai. Cảm giác đó, nó đau khổ như thế nào, ngươi đã tỉnh lại rồi uh, uh, vẫn còn bị sốt mà uh, 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 đây là thảo dược rất tốt ngươi uống vào sẽ mau chóng bình phục trở lại ráng chịu đựng chút đi thuốc sẽ mau có tác dụng lắm bây giờ ngươi chỉ cần uống theo đơn thuốc này của ta sẽ mau khỏe lại cô lại ngươi nhìn không biết thì sao là ân nhân cứu mạng của ngươi sau này ngươi nhất định phải báo đáp cho ta sao lại ra mồ hôi nhiều tới như vậy vẫn còn bị sốt nước cho ta nước nước Ngươi không sao chứ Bây giờ đã đỡ hơn rồi phải không Bụng của ta Bụng Nè ng Ngươi làm sao vậy Hả Để đã từng nói Nếu bị bất lần nữa sẽ rất đáng sợ sẽ tụi nó dùng hình tra khảo. Đây chính là bản đồ tử di gì quốc. Trong mắt ta mà nói, nhìn những thứ đó, màu trắng thì giấy còn mà mực đen mà thôi, để giữ lấy đi. Đệ, hãy bỏ hết tham vọng của mình. Ta và đệ đều là những kẻ có mắt không trọng. Cho dù có bản đồ trong ta cũng không thể nào tìm được tử di viên quốc. Nếu như vậy, không lẽ tử di viên quốc lại tiếp tục bị chôn vùi trong truyền thuyết hay sao? Đề nghĩ Đông Quân là người không có trách nhiệm mà. Không có hắn sẽ có người tìm được tử di viên quốc, cho nên hắn mới chọn cái chết. Ý của huynh là đại phong thủy Ở nước cao ly của chúng ta là có thật à Là đứa nhỏ đó Con trai của Đông Quân Cha à, lớn chuyện rồi ừ, Là có chuyện gì đi Cha đang nói chuyện với đại sư Con hãy ra ngoài Không biết chừng là sẽ chết đó Thảo ô Thảo ô Con đã ăn thảo ô à. ừ cho dù có uống rồi nhưng mà vẫn có thể chạy được đến đây thì coi như là không sao hết cái đó không phải là con uống à, người đó cùng ra mồ hôi lạnh rất nhiều cha xin lỗi con cha xin lỗi Cha con có thể cứu cha Con có thể để cha chết Con sẽ cứu cha mà Không được Không được Không được, không được. Không được. Rõ ràng là ở đây mà Vừa mới rồi Chắc là không có sao chứ chờ. Nếu có thể cử động và rời khỏi chỗ này Thì loại thảo ôn này là loại tốt <laughs> Ta sẽ đi kiếm coi thế nào Con ở đây chờ đi đúng là cái thứ dòng ân phụ nghĩa mình đã cố không điều trị cho hắn ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói lại bỏ đi rồi à. dù có dòng ân bội nghĩa cũng không có sao chỉ là cầu xin người đó nhất định phải sống à. À chung cận à, 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 thì ra huynh vẫn còn ở đây à, chuyện gì giận rồi hả Ai, không phải tao có tình tới trễ đâu tự nhiên có người bị xỉu cho nên không phải tao giận cho nên muội đừng có bận tâm nhưng mà tại sao lại tới tay không Sách đâu Sách à, Ôi Gì chuyện lúc đó mà Quỳnh đợi chút nha Tôi đi lấy ngay Tôi khỏi cần Hôm nay cứ như vậy đi Nè Quỳnh có chuyện gì Thiếu gia Thiếu gia Lớn chuyện Lớn gì rồi thiếu gia Cái gì mẹ ta vẫn còn giận hả? Dạ, chuyện là, phu nhân, phu nhân nói sẽ hồi cung và đang thu dọn hành lý. Cái gì? À, chúng cần phải thu dọn cẩn thận, đừng để lại thứ gì. Dạ, phu nhân. tất cả lui ra đi nàng định làm cái gì đã phá dỡ giao ước thì dương phận phụ thê chúng ta đến đây chấm dứt trước khi tìm được nơi ở mới ta sẽ tạm ở trong cung người phá dỡ giao ước không phải là ta mà là nàng lúc đó nàng nó sẽ trao hết tất cả cho ta trái tim và thể xác nhưng nàng đã bao giờ trao trọn trái tim của nàng cho ta hay chưa? Mỗi một khi ông khúc gỗ giống như nàng, có biết tâm trạng của ta thế nào hay không? Vì vậy, nên đại nhân đi giết chết họ. Nếu đứa nhỏ ở bên cạnh của ta, thì nó sẽ được sống. Nàng phải tin tưởng ta thì nó mới sống sót được chứ. Không phải vì nàng là hoàng tộc, nên ta mới lấy nàng mà ta chỉ muốn nàng trở thành người của ta nếu không có đông quân và đứa nhỏ đó đại nhân đừng nói nữa sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho đại nhân và cô ta là con đã sai rồi xin mẹ đừng có đi con sẽ ngoan ngoãn ngoan ngoãn nghe lời của mẹ sẽ không có làm chuyện xấu nữa xin mẹ đừng có đi mẹ ta có lỗi với con mẹ 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 cho dù không biết xảy ra chuyện gì không. Thì... Không. không có chuyện gì mẹ của huynh chỉ vào cùng để thăm viếng mẹ sẽ trở về sớm thôi nếu mà quỳnh cố gắng học hành chăm chỉ thì mẹ nhất định sẽ về sớm từ trong biển lửa ông ta đã cứu cô cho nên không thể nào không đắp đền dù có phải lấy tóc của mình để bệnh thành dài đi nữa cũng làm để trả ơn Ông ấy thật sự đã gặp Chí Sơn hay sao? Thực tế một chút đi. Trên đời có nhiều thứ con gái đừng bao giờ tin. Quả phụ thì nói không bao giờ tái hôn, còn đàn ông thì nói sẽ quay trở lại để tìm mình. Nếu muốn thì đã mang cô theo từ lúc đó rồi. Nhất định là anh đã gặp chuyện gì đó. Chuyện gì chứ, chỉ là ngụy biện thôi. Thôi quên cậu ta đi. Được gia đình giàu có đón nhận thì phải sống cho hạnh phúc. Không biết làm cái gì mà lâu vậy chứ Thiệt à, rồi này. Quần áo đây nè Đây Ây da Ông đi ra ngoài đi Làm gì vậy Đi <laughs> Đi mau Đẹp lắm đó <cười> <cười> Tốt tốt lắm ha? Cái đúng hay không Ở quê Nguyễn Quán một thời gian Là để biết hành lễ đúng cách rồi <laughs> Cô phải trả lời như ta đã dạy. Hiểu chưa? Dạ. <laughs> Xin cho hỏi. Mau xuất phát đi. được rồi cha của cô là ai vậy mau trả lời đi chứ cha của tiểu nữ tên là tống kiêu thân phụ đã từng làm thị vệ ở đại nguyên tuy cổ là một con gái của gia đình bị sụp đổ nhưng cô ta vẫn còn nguồn gốc quý tộc tới đây coi như xong rồi ông đi về đi dạ

trời ơi thiệt đẹp quá hả ông là ai ờ, ông trời sẽ không sập xuống đâu cứ ngồi đi à? À, phải rồi xin hỏi phải xưng hồ thế nào nè lại gần đây L lại gần đây không được khi nàng e thẹn anh ta thấy nàng càng đẹp hả nè lại đây lại đây mau bắt cổ lại bắt cổ bắt cổ lại bắt lại bắt cổ lại đây mau bắt lại

người đang nói cái gì vậy thật rất hoàng uổng con rõ ràng nghe nói vậy mà các người còn đang làm gì còng mau đem con nhỏ này vô trong phòng đi dạ à. đây này, này, à, đây này, đây này. đây đây đi mau đây đây vậy thì được lắm <laughs> nếu như vậy ta thà là làm tỳ thiếp cho ông còn hơn là phải làm tỳ thiếp cho lão già đó ông cảm thấy thế nào gì hả con nhỏ đệ tiện xem ra mày không biết thế giới này đáng sợ thế nào đưa nó tới kỷ chuyện ngay sáng ngày mai dạ phu nhân ngươi nghĩ là mình có thể coi thường mệnh lệnh của thiên triều được hay sao kế hoạch giết chết quan thượng đã bị trì hoãn bao lâu rồi làm sao mà ta dám coi thường thiên triều chứ chỉ là ta đang chờ tới thời cơ thích hợp thời cơ không có tự động tới kiếm người là ngươi phải tự mình tạo ra thời cơ có biết chưa sau lần đó Việc bảo vệ hoàng thượng càng nghiêm nhặt hơn <laughs> Ta muốn nói tới kết thúc giết người Không nhất thiết phải dùng tới gươm đạo đâu Mình ngăn chặn việc mang thai Có công chúa nô quốc đi Ông muốn ta tiêu diệt Dòng giỏi của hoàng thượng sao Hoàng thượng không có người nói giỏi Trong tương lai lại sẽ phát sinh ra vấn đề liên quan đến việc nối giỏi Sẽ không có vấn đề gì khi Thiên Triều chỉ định ra Thái Tử nối ngôi. Tôi đã đưa ra lời tiên tri là Hoàng hậu sẽ có thai và đang cầu nguyện khấn giấy. Không lẽ bây giờ ông lại muốn tôi phải ngăn chặn chuyện này? Vậy thì ngươi sợ vua của Thiên Triều hay là sợ vua của Cao Ly vậy? Nếu như việc không thành ngươi nghĩ thiên triều sẽ trúc giận vào ai đi chính là ngươi thần mẫu và lan trung điển <laughs> kiếm cho ta một người ở hậu cung dạ Ở hậu cung lính canh cũng rất nghiêm ngặt đó. không được phạm bất cứ sai sót gì. Có bao giờ ta làm việc gì mắc sai lầm chưa? đây là nước chưng cất từ chính loại dược thảo. Dược thảo có nhiều tác dụng khác nhau, chủ yếu là giúp trị bệnh cho nữ giới. Đây là công thức bí mật dùng cho các thai phụ của các gia đình hoàng tộc. và dạ, chúng thần cũng đã chuẩn bị món cá nướng mà hoàng hậu thích đó. Nghe nói là ta cần phải ăn canh cá. Sơ Duyên đã có khẳng định là hoàng hậu thuộc thể âm, nên bà cần phải ăn đồ nóng cùng với thịt cừu mới có thể giữ được sức khỏe cho tốt. Hãy mau đi chuẩn bị canh cá đi. Ờ, mấy hôm nay, không phải là hoàng hậu chỉ toàn ăn canh cá thôi hay sao? Ta muốn chuẩn bị tốt đẹp cho sự ra đời của thái tử cho dù ăn mấy ngày mấy năm đi nữa ta cũng ăn được chúng thần xin tuân chỉ Người quả nhiên tới đúng lúc. Từ nơi đây chúng ta có thể cắt đứt quyết thống của Hoàng thượng. Có thể làm được. Đúng vậy. Đây chính là điểm tụ họp. Năng lượng mạnh nhất đến từ dòng sông hát. Nếu như người cắt đứt nó đi, thì Thái tử cũng sẽ lìa đời. Ê, yên lặng yên lặng yên lặng Ê, ý, ý. hình như đúng là chỗ này mà ô đây nè ở, ở đây Ê, ý, 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 ý. yên lặng nha cũng không tệ. Nếu nó làm tốt vai trò thì nữ cho các quan lớn của triều đình, sao người không đưa nó làm kẻ giải khuây cho binh sĩ? Phu nhân đã căng dặn rồi, mà nó phải cho nó chịu cực khổ mới được. Tại chỉ nghĩ thật phí phạm cho khuôn mặt đẹp vậy thôi, dù sao thì cũng được rồi. Tạm biệt. biệt. <laughs> người dám chống đối ai vậy đứng lên người hãy nhìn đằng kia kìa bọn tao gọi đó là cá khô sau bốn ngày được phơi khô ngay cả người cũng trở thành như vậy con người mà có thể chết gì khác mày sẽ tự nguyện bán thân để xin một ngụm nước <laughs> à, xin hãy tha cho tôi tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn tôi có thể giặt quần áo có thể nấu ăn ngon nữa cho nên, nên tôi xin ông đừng có đem bán tôi cho binh sĩ à, hey, yeah. <laughs> à, à, Phu Nhân ạ à. à, à, Tình khủng khiếp Không biết đây là đâu sao lại dám coi thường à, à, Phu Nhân Tôi không dám lừa gạt Phu Nhân đâu Phu Nhân Một con đô tị ti tiện Tại sao lại dám đưa vô nhà của ta à, à, Phu Nhân Tôi đã biết sai của tôi rồi Xin tha cho tôi Thêm một cơ hội nữa thôi Tôi sẽ tìm một cô gái Thậm chí tới 1 giờ già 70 cũng không có ghét đâu. Tôi sẽ tìm một đứa xinh đẹp như Hoa. Và biết nghe lời ngoan ngoãn. Đem về cho phu nhân. phải rồi, có một cô gái 16 tuổi ở trên Nam Hiên đó. Cô ta có cặp bông... Ta không muốn gặp lại người lần thứ hai nữa. Dùng hết sức đánh chắn một trận đi. À, phu nhân. Phu nhân hả à. à, phu nhân. Phu nhân. Phu nhân. À... Ê trời ơi, ông à, à sao lại à, ra nông à, nổi vậy à, à, chứ à, hả? Tại sao vậy? Ông đứng dậy đi, đứng dậy đi. Tại sao vậy nè? Nói đi, rốt cuộc là... Chuyện gì đã xảy ra cho ông? Khoan đã, khoan đã. Ê à, nè, Phan Hà, có chuyện gì rồi? Đúng là đội dòng ngân bội Nghĩa. Bọn họ nói cô ta đã cởi hết quần áo và đòi đi theo. trong sơn. Wow! đúng là ta cũng ghét lão già kia nó không có tầm thường đâu sau đó thì sao chuyện gì xảy ra với nó nghe nói cô ta bị họ bán tới kỷ diện đồ khốn kiếp khốn kiếp mà <laughs> bà còn đứng đó làm cái gì sao con mau đỡ tôi à, được, được được rồi được rồi à. cái lưng của ông lưng của ông có sao không hả bà chỉ biết lo mỗi cái lưng thôi sao bà chỉ được cái khuôn mặt đẹp thôi bỏ ra để mặt tôi đi một mình không định đỡ tôi hay sao bao à, giờ được rồi, ông chồng tội nghiệp của tôi Tôi thề sẽ nghiền nát xương bọn chúng à, 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 Đau, bỏ ra, bỏ ra à, 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 Làm cái gì vậy hả? À, bà muốn tôi chết luôn hay sao? Hả? À, à. Cơ bộ không có ổn, phải đi gọi Lan Y thôi Lan Y cái gì chứ? Sao phải trả cho bọn Lan Y khi ta có cái túi đậu chứ? Bây giờ là lúc phải xài tiền Không xài để cho nó túi rửa sao? Bà có bao giờ thấy tôi xài tiền chưa hả? cứ để đó, nếu mà chúng có thúi lên thì cũng đừng có xài đó, hiểu chưa? Ừ thì gớm con người của ông. Sao ông trả lời tôi? Bà hiểu chưa? Tôi biết rồi. Tuyệt đối. Chà không hả? được động vào. à Ê à, à, à. à, à. 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 à dạ Cha cái gì hãy để con hành lễ trước đã đi là cái thằng điên nào hả ông <laughs> um, đó chắc đi ngủ với đám kỹ nữ bây giờ có con trai riêng chứ gì bây giờ có con à, à, trai à, chứ à, gì à, 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 không 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 phải đâu còn không mà mẹ 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 à. mẹ mẹ tỉnh mẹ tỉnh mẹ tỉnh đó mẹ, mẹ, mẹ hả nào là con là con nè Mày Không phải là Chí Sơn sao Dạ Cô chính là Chí Sơn nè à... à. Mày cút đi cho tao ờ... Chỉ cần cho con ăn cơm Con sẽ làm mọi chuyện ờ... Chà Cha biết rõ con mà Con làm việc rất giỏi Ta bây giờ không thể che chở cho ai được đâu Mau đi đi Mày mà dám quay lại nữa thì tao Ê. Tôi sẽ quay về sau Đừng để cho nó vô trong Hả Coi chừng cẩn thận đó Nè nè ông à Ông đang đau mà còn phải đi bán sao Bà muốn cứ vậy rồi chết đói hả Hãy dùng cái đầu mà suy nghĩ một chút đi Hay là bà ra ngoài kiếm tiền Bà thậm chí còn không có biết cách kiếm tiền nữa là Chỉ biết nói xuông thôi Tôi đi đây Sẽ có ngày tiền quay lại cắn ông cho coi Ây thiệt tình cái bà này Cha à... cha 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 để con giúp cho Cái thằng này ai là cha của mày Mà sao cứ gọi tao cha hoài Mà biến đi Tiền là xui xẻo à Thiệt tình. Đừng có đi theo ta đó. Dạ. <laughs> yeah, cuối cùng cũng tới rồi. Nó đây rồi, đây rồi. <laughs> chọn một cái đi, chọn đi. Dạ. Yeah. Đây là hương liệu khiến cho tất cả bọn đàn ông phải phát cuồng lên. Hãy ngửi thử cái mùi của nó đi. Hmm, cái mùi thiệt là thơm. Còn nữa, còn rất nhiều thứ khác nữa. Cái nào, cái nào, cái nào đây nè cái này đây là kem dưỡng da mùi cũng rất thơm cái gì tôi cũng có nếu các cô may mắn thì sẽ nhận được miễn phí cho tôi một loại dầu dưỡng da đó coi thế nào Tài, vì cô có khuôn mặt xinh đẹp à cô nên có thứ này nếu may mắn các cô sẽ nhận được một cái miễn phí cái đầu lừa đảo cái gì dầu hả dầu dưỡng da gian quy bi đã dùng á ha về loại dầu đó mà tôi đã bị như vậy nè ông trả lời sao với tôi à, làm sao mà do cái dầu đó gây ra cô có bằng chứng không? Hả? bằng chứng? À. Vậy ông cứ tử bôi lên người của ông coi vậy Gì? vậy? Gì? À, ông dám bôi lên cái chỗ đó của ông coi được không? Ừ, của tôi? À, <laughs> cô nghĩ tôi không thể sao? đừng có nhắm mắt đó tôi sẽ bôi lên cho coi hả? tôi bôi đó Ê, hey, nè đừng có nhắm mắt à, cô thật sự muốn tôi bôi ở đây hả? chắc không? các người nghĩ tôi sẽ cho không các người khi nói tôi là kẻ lừa đảo hay sao? tôi đi thẳng tới đây trong lúc cơ thể đang bị bệnh như vậy, các người không thấy hay sao? hả? không bán nữa. Hả? ông định đi đâu? tôi sẽ đi về, bỏ ra. các người làm gì vậy? tại sao không tố cáo hắn? buông ra. người nhắn ta phải bị trừng phạt. buông, buông tôi ra, bỏ tôi ra, cái bà này.